tiếp tục một ngày làm việc mới. Ngày trời mát mà gió lạnh quá. Sáng sớm phải dậy các bạn hả? Mà nôn lắm. Ok, bắt đầu nha.
thành quả lao động của ngày hôm nay. Chỗ này nó gốc cây giờ làm cái bồng bông, sẵn có gạch đá sẵn sàng làm luôn, dựng kia lên để móc làm cái trồng mấy cái rau, mấy cây dưa leo nhẹ nhẹ. Đổ lá rồi sạch sẽ hết. Hôm nay cũng chưa có gì trồng. Chán ghê. Mới trồng được một mớ hành lá. Ok, nó đang đứng đây nha.